Rồi, câu chuyện có nội dung như sau. Đi làm mà bạn nói là đi chơi. Xin mời. Thì mọi người biết là mình là hiện tại làm review, food review trên mạng. Nhưng mà ngoài ra review thì mình cũng có thể quay đi nhảy hay là hát hay là đi chơi cũng có, mình có thể quay. Thì hôm đó thì mình quay từ buổi trưa cho đến buổi tối. Thì em đã hẹn với người yêu là hôm nay quay tới buổi tối, nên là sau khi quay xong mình sẽ gặp nhau nhá. Xong rồi kêu là ok. Thì em có quay một đoạn đó là chụp hình với bạn bè, sau đó mình up trên mạng xã hội trực tiếp luôn là ô giờ đi chơi sướng quá chẳng hạn. Úp xong sau đó khúc tiếp theo là phải vào nhà hàng xong rồi ăn và trò chuyện, nói chuyện vui vẻ với nhau, xong rồi làm việc xong gọi người yêu alo đang ở đâu, xong rồi người yêu giống như là hả đang ở quận nhất sao vậy, ồ thì sao làm việc xong này đang ở đâu, không bây giờ hơi mệt quá, có thể về nhà được không, ủa là sao tự nhiên làm việc xong tự nhiên giận luôn á. Là em không hiểu tại sao, xong rồi em hỏi bạn của bạn ấy, ồ sao bạn ấy bị gì vậy? À thì thật ra là lúc mà mình ngồi quán nào đó đợi mình á, thì xung quanh thì có bạn bè, hai đến ba bạn nữ nam luôn. Họ thấy mạng xã hội của em, sau đó ủa đi chơi mà sao ở đây trời, nãy giờ không có liên lạc mà tại sao thấy này đi chơi hoài vậy? Xong người bạn khác kêu là đúng rồi, trời hôm nay phải đi chơi chứ tại sao đi chơi với người khác là sao? Xong rồi kiểu không nhồi chỉ hay đúng rồi kiểu hai ba người vô xong rồi nói xong một hồi xong bạn gái không chịu được nổi xong cái dọn lên em luôn. Là bạn gái của em là có hay đi chung với em để mà quay những cái như vậy hay không, có hiểu hay là, công việc hay là quay là không có đi chung, nhưng mà có hiểu là công việc của u sĩ đang làm không? Dạ có ạ. Nhưng mà chỉ là em úp một cái tấm hình thôi mà mấy bạn kể cái gì mà bạn gái dọn. Xong sau đó ngày đó không muốn gặp luôn, xong rồi 2-3 ngày cãi nhau liên tục. Thì không biết là ở đây có ai gặp trường hợp cũng giống như UC không? Đáng lẽ là tại vì vốn dĩ bình thường là cái chuyện đó mình chấp nhận được, nhưng mà tự nhiên ngày hôm nay tự nhiên có bạn bè xung quanh mình, cái bạn bè xung quanh mình nói là vậy mà cũng quen nữa hả, nói vậy mà cũng tin nữa hả, rồi mình bị lung lay. Có ai từng bị một cái trường hợp tức quá nhiều vậy? Hơi nhiều vậy. Mấy bạn nam đâu, sao là mấy bạn nữ không à? Thế còn Adi thì sao? Biết luôn là Adi có chuyện đúng không? Em thấy anh ngồi tự nhiên lặng lẽ quá là quá lặng lẽ. Thấy cái mặt buồn buồn là hiểu hả? Trước đây 5 năm mình làm truyền hình, mình dẫn chương trình truyền hình. Thế là gặp bị ế hoài mà ế vĩnh viễn. Tại cái nghề mình nhé, mình làm ở công ty thì có một bạn mình rất thích. Rồi đó mình chạy theo, mình đai tán đủ thứ. Thì bạn ấy lúc đầu cứ nói với rằng em không quan tâm người ta nói cái gì về Adi, em thích Adi là được rồi, mà kệ người ta đâu có biết Adi như em biết Adi đâu. Tức là mình ngồi dậy yêu lắm luôn, và tưởng là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mà rồi bạn bè và nguyên cả công ty ấy, ai cũng bảo với bạn này từng người một ấy, nên mà ê, nghe nói mày chơi với Adi không nên vớ vẩn ấy, nơi nào cũng có bạn gái, nơi nào cũng thế này, nhỏ nào cũng tán, không được. Rồi đến một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, rồi đến ba tháng ấy, ba tháng sau bạn ấy bảo Adi ơi, chúng ta không đến được với nhau. Bạn bảo tại sao? Tại thiên hạ. Mà tại sao là thiên hạ? Cả thiên hạ bảo em không nên yêu anh. Thế là cuối cùng là vẫn ế từ giờ đến giờ. Từ lúc đó một thời gian sau vẫn bị ế vì có tiếng ấy, có tiếng là nơi nào cũng có bạn gái, mà hóa ra là 5 năm chả yêu ai được vì nơi nào cũng sợ. Ý vấn đề đây là thiên hạ nói đúng hay không? Đây là vấn đề khác. Mình nói chứ làm sao mà không có được. Cái đây là vấn đề khác. Hiền như thế này, đàng hoàng như thế này, còn phải hỏi nữa. Thường chúng ta là bạn bè tốt của nhau mà cứ hỏi nhau như thế. Vậy thì bây giờ mình phải hỏi thẳng ở đây nè, là ở trong đây đã có ai từng vượt qua được lời mà thiên hạ đồn? Câu chuyện của em là giờ mới nhớ ra là em cũng giống trường hợp của anh Adi. Adi là khi mà em quen cái người đó xong rồi tất cả bạn bè ai cũng đồn, cả thiên hạ đều đồn bạn trai của em là giới tính thứ ba. Mà lúc đầu thì dĩ nhiên là em không tin, em nghĩ là em quen người đó, em nói không,
không thể nào với thứ ba được, cái thứ mình cũng tin nghề của mình. Nhưng mà bây giờ bạn bè của mình đúng nghĩa là cả thiên hạ, ai cũng nói, gặp mình ai cũng nói là à, hay là tao nghi thằng này kia đi ông này ông nọ các thứ. Thì dần dần á, lúc đầu mình không tin, nhưng mà lúc sau đó vì mọi người nói nhiều, có ví dụ như 10 người thì cũng đến hết 9 người rưỡi, 9 người là nói, còn một người còn lại là cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà cái mối hệ đó đi tới đâu rồi mà không biết? Dạ xong khi tụi em quen nhau xong tụi em chia tay rồi mà tới bây giờ em vẫn bị hoang mang là không biết là anh đó là khoan, bây giờ em với anh đó có gì không rồi mà em vẫn bị hoang mang, em với anh đó có gì không? Vậy là tức là chưa có gì đúng không? Chưa có gì đúng không? Tụi em cũng quen nhau 2 năm rồi. Là có gì chưa? Rồi xong nhưng mà vẫn hoang mang. Vấn đề là lúc đầu là em tin bạn trai của em là không có phải như vậy đâu, thì em vẫn tin bạn trai. Nhưng mà anh có biết được cái cảm giác mà khi mà tất cả những người xung quanh của anh ai cũng nói về cái người bạn trai của mình là nói là đó là gay đó, là giới tính thứ ba đó, là hai hệ đó. Thì hai hệ đó, hai hệ khác. Dạ hai hệ, dạ đúng rồi, hai hệ. Vậy thì có lẽ là bạn trai của em hai hệ thôi. Dạ đó là cái vấn đề mà em rất là hoang mang. Nhưng mà bây giờ thắc mắc là tại sao em ở bên cạnh người ta 2 năm em không có cảm giác được hay sao? Không, lúc đầu em nói rồi, lúc đầu là em rất là tin bạn trai của em mà không phải là như vậy. Nhưng mà đến cái lúc mà những cái người bạn thân xung quanh mình là những người thân cận với mình, cũng là những người mình tin tưởng, họ nói như thế, thì bây giờ em cũng chung là em cũng bị rối, rất là rối. Chỉ là thú vị là đồ. Dạ cũng là nãy giờ là vẫn là như lời đồn, như lời đồn thôi. Nhưng mà những cái người mà người ta nói câu chuyện đó đều là những cái người bạn rất là thân với em. Người nào thân với em cũng thân luôn với bạn trai em không? Cũng có, họ cũng làm việc chung với nhau rồi cũng có chơi chung với nhau. Người bạn thân em là mà là người ta có khẳng định không? Người ta ai cũng khẳng định là mà bạn trai em là hai hệ. Ai cũng khẳng định. Chỉ có em là không khẳng định thôi. Mình em. Nhưng mà câu hỏi của anh là nếu mà bạn trai của em hai hệ thì có vấn đề gì? Dạ thì em cảm thấy hơi sợ thôi. Chay thì chay, mặn thì mặn, chứ chay mặn đều dùng được thì nó là tàu vị yểu rồi, nó hơi kỳ. Dạ. Ok, nói chung là không đào sâu thêm nữa, tại vì bản thân em bây giờ cũng hoang mang. Chị, em hỏi anh coi, ví dụ chị có thấy những dấu hiệu rõ ràng, chẳng hạn như chồng em giờ em đang cưới chồng em, nhưng mà ý là nó cũng có những dấu hiệu như là bê đê á chị. Ví dụ uống nước là phải nhấc cái ngón này lên nè, uống nước là phải nhấc ngón này lên, hoặc xuyên cục cá viên là phải xe xe như là nhấn nhẹ. Ví dụ em thọt vô măng á là xe xe, ngồi là phải ngồi vậy đó chị. Vậy may quá là anh nó chưa có những dấu hiệu đó. Không phải đó, nhưng mà không có gì người ta mới nghĩ được. Vì lý do nào mà thiên hạ cứ nói như vậy? Dạ tại vì là do các bạn trai cũ em cũng là khá là thân với lại một vài người anh trong nghề. Họ cứ nói câu chuyện đó, họ cứ nói rằng là à cái bạn đó với lại những cái người kia là có một cái mối quan hệ rất là mập mờ với nhau. Rồi trong công việc thế, rồi do là anh nó cũng là được cái gì là được ưu tiên trong công việc nhiều, thành ra là người ta càng nói nhiều hơn, người ta đặt cái dấu chấm hỏi giữa cái mối quan hệ là giữa bạn trai của em và những cái người đàn ông đó là có chuyện gì xảy ra. Câu chuyện của Misa lúc nào cũng là một câu chuyện hạng nặng hết trơn á, nặng đô tất cả những câu chuyện, những chủ đề. Để coi câu chuyện tiếp theo như thế nào. Khi bạn trai là anh trai của bạn thân, hấp dẫn nè. Bạn trai ai? Đây. Tại vì có bảo quên. Tức là em có bạn trai của em, bạn là anh trai của bạn trai của em không phải thì bạn kia bạn trai thì bạn chỉ phải vậy mới cho cãi nè. Em là bạn trai. Nó bây giờ mọi người khoan hả, pass qua những cái suy nghĩ trong đầu đây, rồi bây giờ nghe cãi nè ha. Đây không phải là câu chuyện của Bảo Cun mà là câu chuyện của bạn thân của Bảo Cun. Giả vờ. No, không phải thế. Bạn của Bảo Cun. Ok, đây là câu chuyện của một cô bạn thân. Thì cô bạn này có một cái người bạn thân nữa là chơi từ nhỏ. Từ từ nha. Thì nói chung là hai người chơi thân nhau từ nhỏ. Thì hay qua nhà chơi. Kiểu từ bé hay qua nhà chơi. Thì khi mà qua nhà chơi thì cái nhà bạn thân á có một người anh hơn 2 tuổi. Thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Qua chơi nhiều thì mới thấy người anh này cũng dễ thương. Cho nên là cả hai quen nhau. Nhưng mà cuối cùng là tất cả những cái câu chuyện của mọi người kể từ nãy giờ là bạn thân không ưa hoặc là có cái gì đó, nhưng mà ở đây cái mối quan hệ này đều là thích nhau, đều là ok với nhau, nhưng mà vẫn phải chia tay vì cái cô bạn, cái cô em đó là cái người ở giữa, là vì là hai cái người đó nghĩ là nếu như một trong hai làm cái gì đó lỗi với người kế bên á thì cái người em á lại là cái người đứng ở giữa ngã ba đường. Thì cuối cùng là cả hai quyết định là thôi cắt đứt, để vì cái người em đó.
chính là cái người ở giữa. Thì vì cái mối quan hệ là gia đình và cái người bạn thân á, là vì cái người bạn bạn của mình thì mới quyết định là thôi hy sinh bỏ cái người anh này là vì cái người bạn, còn cái người anh thì là vì cái người em bỏ cái người tình yêu của mình. Mà em thấy á, mọi người nãy giờ hầu như là nói là trách người bạn hay là trách người yêu. Còn em cái chuyện em nói là cái chuyện em sắp nói lại là em. Nhiều khi như là em khi mà em quen một người, em như là vệ tinh ấy, cứ xoay quanh cái vũ trụ như nè. Một người đó thôi thì bạn bè do mình không có kết nối nữa. Thì là bạn bè thì lúc mà buồn cũng bạn, vui cũng bạn, cái gì cũng bạn, hở ra là bạn. Thì lúc mà có người yêu thì em chỉ tập trung được một điều, cái tính của em là vậy rồi, khi tập trung vào người yêu không thì xong, thì bạn bè trách rất là nhiều. Cho nên mình sai cái mình cũng sửa, sau này mình sửa, mình đưa người yêu mình đi chung với bạn, xong rồi bạn mình hốt luôn người yêu mình luôn. Wow. Em sai, cuối cùng là từ đầu đến cuối là em sai. Nên đôi khi em thấy là cái chuyện là không phải là sai là người yêu sai, bạn bè sai hay là mình sai, quan trọng là mình cân ba cái đó nó như thế nào. Cái mình đẩy nhiều quá thì nó lại không hay. Thật ra nếu mà nói về chuyện tình yêu thì nó muôn màu muôn vẻ, mà đôi khi là bạn thân bên cạnh mình thân biết bao nhiêu lâu mà tự nhiên đùng một cái mà chỉ cần một ngày mình gửi người yêu của mình lại cho bạn mình trong chừng đâu đó 1-2 tháng thôi là kiểu gì về mình cũng là người thứ ba hết trơn á. Mất bạn mất luôn người yêu đó. Đôi khi là mình mất bạn mất luôn người yêu, mình là người thứ ba. Mình là người thứ ba rồi. Mẹ những chưa rút kinh nghiệm. Ok, cuộc đời em sẽ hạnh phúc đó, chúc mừng em. Rồi đến với câu chuyện tiếp theo đi nè. Khi bạn thân của anh là con gái thì phải giải quyết ra gái. Sao giải quyết thế là, nào tức là ngày xưa thì có một cô người yêu cũ, thì mình thì mọi người cứ hay nói là con trai con gái thì không làm bạn thân với nhau được, còn mình thì không đồng ý. Mình thì nghĩ là mình bạn thân với nhau thì nó là cái sự đồng điệu về đầu óc, về tâm hồn, thì nó con gái con trai nó đều có thể có sự đồng điệu đấy, nên là mình có bạn thân con gái. Thì khi mà có người yêu ấy thì người yêu cũng sẽ rất là bất ngờ về chuyện là ví dụ mình hai đứa có thể đi xem phim với nhau, mình và cô bạn kia có thể đi xem riêng với nhau, hai đứa xem phim và rạp chiếu phim với nhau, hay là đi ăn chung, thậm chí là đi du lịch thì có thể share phòng với nhau. Tại vì thực ra bản thân mình là mình thì mình không cảm thấy là có một chút cảm xúc liên quan đến giới tính nào với cô bạn đấy cả, tại vì với mình thì cũng đấy cũng giống như kiểu chị gái hay em gái mình. Nhưng mà người yêu thì ban đầu thì sẽ cảm thấy rất là khó để có thể chấp nhận được cái chuyện đấy. Nhưng mà rất may mắn là người yêu cuối cùng cũng tìm cách để mà có thể để làm cái chuyện đấy nó hiệu quả, nó work được. Đấy là bằng cách là làm sao để biến cái cô bạn gái, cô bạn đấy thành là bạn cùng bạn người yêu mình, của người mình, người yêu mình luôn. Đó là một cách rất thông minh, hợp lý. Đúng. Mình thì mình cũng rất đồng ý, nhưng mà sau này đến một thời điểm sau cuối cùng ấy thì người yêu của mình quyết định nói luôn với mình là em nghĩ là anh phải chọn thôi, hoặc là em hoặc là cô bạn kia. Tại sao? Sau một thời gian cứ như là ta tưởng là thân rồi mà cuối cùng lại không thân. Đúng rồi. Trường hợp hay không em biết, nhưng em nghĩ là với tính cách của con gái á, thường sẽ bị suy nghĩ rất là nhiều. Thì kể cả là cái chuyện là có tình bạn giữa nam và nữ chăng nữa, nhưng mà trên cái quan điểm của cái người bạn gái đấy, người ta sẽ luôn luôn sẽ phải suy nghĩ. Tất nhiên là người ta không biết là cái mối quan hệ này có thực sự là mối quan hệ chỉ là bạn bè hay không. Thì em nghĩ là đối với con gái với phụ nữ thì suy nghĩ rất là nhiều, thì không thể nào mà cấm mà không suy nghĩ được cả. Đó, còn về cái quyết định và cái cách hành động như thế nào lại tùy vào mỗi người khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề là cuối cùng là Đạt quyết định như thế nào? Em quyết định là em không chơi với bạn kia nữa. Là chọn người yêu. Thì do em chọn người yêu thì không phải là, nó không phải là đặt lên bàn cân về chuyện là bạn thân của mình hay người yêu ai nặng hơn. Mà vấn đề là mình thấy là thực ra ấy, cái câu chuyện, cái vấn đề mà nó xảy ra ấy là người yêu của mình đã rất là cố gắng đến với người ta và kiểu cố gắng làm thân với cả người bạn thân của mình. Nhưng mà theo cái chiều hướng ngược lại ấy, thì người bạn thân kia thì lại không sẵn sàng làm cái việc đấy. Em cũng có một cái trường hợp của riêng em là em có manager của em. Manager của em là nữ, mà thực ra tụi em chả có gì với nhau hết trơn á, nhưng mà rất thân, giống như anh em trong nhà vậy đó. Cho nên là đôi khi là bởi vì người ta thương mình quá, mà đôi khi là nếu như mà người ta cảm thấy rằng là có một ai đó làm phiền và làm ảnh hưởng tới công việc của mình thì người ta cũng sẽ có những cái phản ứng. Mình là em gái thôi đó, giống như là em gái mà giống như thấy anh trai mình bị
nhỏ ghi hành quá chắc chắn nó cũng sẽ có sự phản ứng đó. Thì cái chuyện nó cũng có xảy ra. Cho nên đúng là cái vấn đề này cuối cùng là phải quay trở lại là người đàn ông lựa chọn. Chọn cái gì? Thực ra thì có một cái back story một chút. Đó thấy chưa? Đó, đôi nó mới bên rèm. Bây giờ là đợi cái này. Không, đúng là thưa bản thân mình thì mình rất là trong sáng, mình không cảm thấy cái gì cả. Nhưng mà thực ra thì cô bạn thân đấy là high school sweetheart, là bạn gái hồi mình học cấp ba. First love. Nên là mình cái từ lúc đấy thì mình nhận ra một điều là thực ra không biết là nói đấy thì có phe không, nhưng mà cái con gái thì cái tính sở hữu của họ rất là cao. Đúng. Con nào cũng vậy luôn hả? Không, con trai thì bình thường. Nên là một khi có cảm giác như là một khi mình sẽ không có cái cách nào để làm cho cái mối quan hệ đấy nó work được. Tức là không thể nào biến cô người yêu cũ và hiện tại là bạn thân với cô người yêu mới là bạn với nhau được. Nên là mình không có lựa chọn nào khác. Hả? Cái chuyện đó gần như là không thể luôn á. Chắc chắn cô này vẫn giữ hy vọng. Không, nhưng mà thực ra nếu như em là con trai, nếu mà bạn gái của em có một bạn thân là con trai thì em hoàn toàn có thể làm bạn với anh ấy. Em có là bạn thân thì ok, nhưng nếu mà bạn thân mà ngày xưa đã từng thích hoặc là không, từng là người yêu. Ví dụ như đã từng thích, ví dụ là người yêu cũ từ hồi học cấp 3 chẳng hạn, rất là xa rồi. Và em biết là không có chuyện gì xảy ra cả. Cái đó cũng hên xui tùy người. Em nghĩ là bạn ấy thích anh quá. Cua cũng không được, cho nên là thôi làm bạn thôi. Không. Có thể như vậy mà đúng không? Ai biết được. Không, cái này là clear. Đàn ông hay làm vậy với đàn bà. Trời ơi. Và đàn bà cũng hay làm vậy với đàn ông. Đúng rồi. Hay, nhưng mà cái trường hợp của Đạt ấy nó cũng đơn giản thôi. Mình đã có một câu chuyện giống như thế, nhưng mà nó phức tạp hơn ở một điểm. Có một điểm thôi. Tất nhiên rồi. Anh đi không bao giờ đơn giản hết các bạn. Tại vì hồi cấp 3 ấy, học cấp 3 là mình đã có bạn thân là nữ, mình đã có bạn gái. Thực ra là bạn gái càng ngày càng ghen. Thì biết nó làm cái gì không? Không. Kiếm được một thằng, nó giới thiệu với mình đây là bạn thân của nó. Sau đó là mình nhắn tin, mình bảo là tối nay em rảnh không, mình đi dạo, mình đi ăn gì đi. Mà không, em đi với bạn thân em đi dạo với anh ấy. Đừng có làm phiền em, đây là thời gian riêng của em. Adi đi chơi với bạn thân của Adi đi. Ôi giời ơi. Cái này là cố tình gây chiến đó. Càng ngày càng ác ấy. Chưa phải giận đâu. Đến một hôm ấy là mình đến để gặp bạn ấy. Đó là cái điểm dừng xe buýt. Tức là mình thấy bạn ấy đang đứng với bạn kia. Cứ nắm tay rồi cứ nhìn nhau. Sau đó mình cứ đến mình nói là Ê. Chào. Chào Adi. Rồi, chào anh nhá. Ok Adi, đi. Wow, quá lộ liễu. Loạn não luôn ấy. Cuối cùng là không biết ai là bạn thân, ai là người yêu, ai là ai nữa. Thế là cuối cùng là mình bảo là thôi, một là mình đơn giản hóa mọi thứ nhá. Anh sẽ không chơi với bạn thân của anh. Em không chơi với bạn này. Thì nó bảo ok. Ngay vào luôn, sẵn sàng. Thì mình biết là chỉ là muốn tách mình ra từ người yêu của từ bạn thân của mình ấy. Nên thôi, bỏ người yêu, chơi với bạn thân. Ok. Vì bạn thân ấy ít chuyện, còn người yêu thì lắm chuyện. Nên thôi. Ok. Anh em có bạn thân là con gái không? Để cho người yêu bà xã. Thì đó là không phải là bây giờ, nhưng mà ngày xưa khi vẫn ở Séc thì có bạn gái người Séc. Và tự nhiên cũng có một bạn gái bạn thân là phụ nữ. Và bạn ấy mời cả nam và bạn gái qua nhà của bạn ấy ăn trưa. Và bọn mình chơi vui vẻ, rất là thoải mái, ăn xong rất là ngon. Tự nhiên khi đi về, thì về nhà đi bộ qua rừng rất là sâu, có nhiều cây. Và tự nhiên là bạn gái bắt đầu bị đau bụng. Và thật khoảng... nhưng mà nam thì không bị gì hết, nhưng mà bạn gái bị đau bụng quá. Khoảng 5 phút sau thì không chịu nổi, phải cởi quần và đi số 2. Và hơi bị nặng thật. Sau đó thì mỗi 200m đi tiếp thì phải đi số 2 lại. Wow. Và như là rất là may mắn là bọn mình ở trong rừng và không phải ở ngoài đường, vì ở ngoài đường thì hơi mất vệ sinh, khó nhỉ. Và cuối cùng thì bọn mình về nhà được, nhưng mà bạn gái lúc đó thì bị đau bụng cả ngày. Và nam thì nghi ngờ là bạn thân của nam đã sử dụng cái thuốc nhuận tràng hay là sao. Vì nam thì không bị gì hết, nhưng mà cũng ăn đồ ăn cả ba người ăn đồ ăn đó.
nhưng mà chỉ là bạn gái vì đau bụng thôi thì không nói biết chung là có thuyết âm mưu ở đây. Chia tay với bạn gái từ lâu rồi nhưng mà vẫn là bạn thân với cái bệnh đó. Nhưng mà chưa bao giờ hỏi bạn ấy là đã thêm cái thuốc đó vào đồ ăn của bạn gái cũ hay không, vì thấy cái đó hơi vô duyên hay là nhạy cảm và không muốn biết. Vì nếu có thì sợ là bạn ấy sẽ tức giận và cũng thêm thuốc gì đó vào đồ ăn. Nói đừng hỏi, đừng chuột. Nói chung là mình cảm thấy mình bình yên là được rồi, đừng hỏi. Cứ để yên thôi.